Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Phương Loan ôm hộp Rocket hôn gió tạm biệt nghệ sĩ Chí Tài. Trong lễ an vị nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan ôm hộp gỗ đựng Rocket cố nghệ sĩ đặt ở nghĩa trang rồi hôn gió tạm biệt người chồng quá cố. Mới đây trên trang cá nhân, một nhiếp ảnh gia chia sẻ hình ảnh lễ an vị nghệ sĩ Chí Tài ở Mỹ. Theo đó, gia đình cố nghệ sĩ cùng bạn bè thân thiết đã có mặt để thực hiện các nghi thức đưa nghệ sĩ Chí Tài về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lễ an vị, ca sĩ Phương Loan ôm hộp gỗ đựng tro cốt của người chồng đã gắn bó 33 năm, sau đó đặt ở nghĩa trang. Trước phải rời đi, bà già Chí Tài hôn gió tiễn biệt chồng khiến không ít người xúc động. Trước đó, trong đám tang của nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan nhiều lần khóc nghẹn, cô viết trong sổ tang lời tiễn biệt chồng, ông xã của em. Mỗi lần bé heo hỏi anh thương em nhiều như thế nào, anh hay bảo thương em rộng lớn như bầu trời và nhiều như những vì sao. Em sẽ không bao giờ quên lời nói của anh, bây giờ anh đã được về với thiên đàng, với Chúa. Mỗi lần nhìn bầu trời, em như sẽ thấy anh đang nhìn xuống với em. Và khi đêm về, em nhìn lên các vì sao, em biết anh đang mỉm cười và nói anh thương bé heo của anh mỗi ngày. Không ít nghệ sĩ xót xa trước hình ảnh của bà xã Chí Tài trong tang lễ. Trên giờ Phương Trinh chia sẻ, bé heo của anh đã đứng suốt bên anh từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không một phút nghỉ ngơi để cảm ơn những người đến viếng thăm anh. Em thương xót khi nhìn hình ảnh chị đứng bơ vơ bên anh với đôi mắt sưng húp vì đã khóc liên tục mấy ngày nay. Anh là cả cuộc đời của chị, rồi đây bé heo sẽ làm nũng và nhõng nhẽo với ai. Tro cốt của nghệ sĩ Chí Tài đã được an vị ở nghĩa trang, ca sĩ Phương Loan lặng lẽ bên người chồng quá cố. Sau lễ an táng, tro cốt nghệ sĩ Chí Tài đã được an vị ở một nghĩa trang gần nhà của nam danh hài và ca sĩ Phương Loan ở Mỹ. Vào sáng ngày 24 tháng 12 tại Việt Nam, tương đương chiều ngày 23 tháng 12 ở Mỹ, anh trai cố nghệ sĩ Chí Tài thay mặt gia đình thông báo tro cốt nam danh hài đã an vị tại nghĩa trang. Được biết, tro cốt nghệ sĩ Chí Tài được đặt tại nghĩa trang Holly, gần với ngôi nhà của nam danh hài và ca sĩ Phương Loan ở Mỹ. Trên trang cá nhân, anh ruột của nghệ sĩ Chí Tài đã chia sẻ loạt ảnh trong lễ an vị của người em quá cố, kèm theo dòng chia sẻ: em đã đến nơi chốn bình yên trong vòng tay yêu thương của Chúa. Có thể thấy, ca sĩ Phương Loan là người ôm tro cốt và tự tay đặt chồng vào nơi an vị. Hậu tang sự, khuôn mặt và ánh mắt ca sĩ Phương Loan vẫn còn nét buồn thấy rõ. Trong suốt buổi lễ, cô luôn được người nhà kề cạnh và động viên. Sau buổi thánh lễ, ca sĩ Phương Loan đứng lặng lẽ và nhìn thật lâu vào tro cốt của chồng, khiến ai chứng kiến đều vô cùng xót xa. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Cố nghệ sĩ Chí Tài kể về lần đầu diễn chung với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và một câu nói đáng buồn phía sau hậu trường. Sau sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài, mới đây đoạn clip trong một talk show của anh chia sẻ về nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh được hé lộ, khiến cho khán giả không khỏi xúc động. Vẫn giữ thái độ vui vẻ, gần gũi, cố nghệ sĩ chia sẻ trong khoảng thời gian đó, do dịch nên anh ít gặp được Hoài Linh, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sự xa cách. Anh cho biết, tuy cả hai không còn thường xuyên diễn chung, nhưng khi gặp Hoài Linh, tôi vẫn thấy có một sợi dây gắn kết cả hai lại. Hoài Linh là một người em nhưng cũng là người ơn với tôi, cho tôi cơ hội bước qua lĩnh vực hài. Từ đó tôi mới mò mẫm, lớn sân sang lĩnh vực khác. Tôi rất cảm ơn Hoài Linh. Cố nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ, anh em tôi diễn chung 20 năm. Tôi thì không nhớ được kỹ, nhưng theo lời của Hoài Linh thì từ năm 1997-1998, cả hai đã bắt đầu kết hợp. Sau này có một lần diễn Tết, tôi đi trên cầu cùng lúc với Hoài Linh. Bình thường Hoài Linh rất ít nói, nhưng tự nhiên hôm đó quay sang thủ thỉ rằng anh Tài. Nếu nói về cặp diễn hài chung với nhau gần 20 năm, thì em nghĩ chỉ có anh em mình giữ được đến bây giờ. Vậy là ghê lắm đó. Nhìn nét mặt của Hoài Linh lúc đó tôi cảm thấy thương lắm. Cố nghệ sĩ Chí Tài cho biết anh và nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Trong suốt thời gian kết hợp cùng nhau, chúng tôi không hề giận đối phương. Giữa cả hai không có sự ganh ghét, chỉ có thi đua với nhau để càng tiến bộ mà thôi. Nói về lần đầu diễn chung trên sân khấu, cố nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ. Hoài Linh ngỏ ý với tôi rằng đang cần người diễn chung, thấy tính tôi cũng vui vui nên mời diễn chung thử. Lúc đó tôi mừng lắm nhưng không thể hiện ra. Ngày lên diễn sau cánh gà,
bà xã tôi là Phương Loan và Như Quỳnh đến động viên rất nhiều, khiến tôi không thể nào quên được. Thú thật lúc đó run lắm, nên những lời dặn dò tôi cũng không bao giờ nhớ cả. Cố nghệ sĩ Chí Tài kể về vở diễn đầu tiên của anh với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Cả hai giật qua điện thoại, chỉ nói vài câu rồi cúp, khiến anh toát mồ hôi, lo lắng và xin hủy. Nhưng vì sợ Hoài Linh buồn nên ráng học hết những điều đàn em dặn. Anh kể ngày diễn đến, ngồi đàn mà đầu óc cứ lo lắng về vở kịch diễn ra sau đó. May mắn lúc sau bước ra khán giả cười rất nhiều, khiến anh cũng vững tâm hơn. Cuối buổi, Hoài Linh cũng dành lời khen cho sân khấu hài đầu tiên của anh. Tuy vậy, cố nghệ sĩ Chí Tài cho biết, anh nghe được rằng có một người nhận xét về anh rằng 10 năm nữa không biết có hay hay không, khiến anh rất buồn. Chính vì vậy, anh đã cố gắng rất nhiều để thay đổi suy nghĩ đó. Kết quả là một năm sau, anh bắt đầu nổi tiếng, nhận nhiều show và chính thức trở thành một nghệ sĩ hài chuyên nghiệp. Đối với cố nghệ sĩ Chí Tài, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là một người rất tốt, sống chân thành và luôn lo nghĩ cho mọi người xung quanh. Tuy là có lịch trình bận rộn khiến cho cả hai hiếm có dịp trò chuyện hay gặp nhau, nhưng cố nghệ sĩ Chí Tài luôn dành cho người bạn đồng hành một tình cảm quý mến, đầy trân trọng. Vợ Chí Tài quyết ở lại ngôi nhà kỷ niệm không chuyển đi đâu. Vợ Chí Tài chia sẻ, anh Tài và bé heo xa nhau lâu lắm rồi, giờ anh ấy sẽ không đi đâu nữa, anh sẽ mãi mãi bên cạnh chị trong ngôi nhà này. Sau khi Chí Tài qua đời, vợ anh nữ ca sĩ Phương Loan chịu cú sốc vô cùng lớn, xa nhau nhiều tháng vì cản trở dịch bệnh. Chí Tài không thể quay trở về Mỹ đoàn tụ với vợ. Không ngờ chuyến đi này anh đã ra đi mãi mãi, lúc trở về chỉ còn là thi hài lạnh lẽo. Chia sẻ với người thân và bạn bè, chị Phương Loan, tên gọi dễ thương là bé heo, nickname do Chí Tài đặt, cho biết chị sẽ không bao giờ rời khỏi căn nhà hai vợ chồng sống lúc anh còn tại thế. Dù nhiều người khuyên chị nên chuyển hẳn sang nhà mẹ ở cho bớt cô quạnh, nhưng chị tin lúc nào anh cũng hiện diện bên cạnh mình. Vợ Chí Tài tâm sự, sau khi tro cốt của anh yên nghỉ tại Nghĩa Trang Mộ Thánh, chị sẽ thường xuyên qua thăm anh, Phương Loan sẽ nấu những món ăn chồng thích. Vì anh Tài thích đồ ăn bé heo nấu lắm, chị nhớ lại mỗi lần anh đi diễn về là chị lại nấu đồ ăn cho anh, hai vợ chồng đạp xe quanh nhà rất vui vẻ. Anh Tài ra bé heo lâu lắm rồi, giờ anh ấy sẽ không đi đâu nữa, anh sẽ mãi mãi bên cạnh chị trong ngôi nhà này. Bây giờ hai vợ chồng chị sẽ không ai xa nhau nữa hết, chị Phương Loan nói trong nước mắt. Từ 20 năm nay, vì đam mê và công việc riêng của mỗi người mà vợ chồng Chí Tài cách xa nhau nửa vòng trái đất. Mỗi lần đi diễn ở đâu là anh đều mua cho chị một con heo. Giờ đây căn nhà của họ ngập tràn những kỷ vật anh để lại, nên chị nghĩ chị sẽ không sống nổi, nhưng chị tin anh sẽ luôn hiện diện trong ngôi nhà ấm áp, che chở cho chị. Trong đám tang, vợ Chí Tài nhiều lần không đứng vững khi nắm tay anh trong di quan, lặng lẽ nhìn di ảnh chồng. Chị bật khóc nức nở khi bài hát Nhỏ ơi do chồng hát vang lên ngày tiễn đưa anh lần cuối. Giây phút đưa Chí Tài vào phòng thiêu, chị suy sụp hoàn toàn, phải có người thân dìu bước, khiến ai cũng vô cùng xót xa. Lời cuối vợ Chí Tài nhắn gửi trong sổ tang: ông xã của em, mỗi lần bé heo hỏi anh thương bé heo nhiều như thế nào, anh hay bảo anh thương em rộng lớn như bầu trời và nhiều như những vì sao. Em sẽ không bao giờ quên lời nói của anh, bây giờ anh đã được về với thiên đàng, với Chúa. Mỗi lần nhìn bầu trời, em như thấy anh như đang nhìn xuống em. Và khi đêm về, bé heo nhìn lên các vì sao, em biết anh đang mỉm cười và nói anh thương bé heo của anh mỗi ngày và mãi mãi.